Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 2 quy tắc tính đạo hàm ở chương 7. Bài số 1 chúng ta đã học đạo hàm bằng định nghĩa. Thì chúng ta thấy rằng là việc dùng định nghĩa để tính đạo hàm khá dài dòng và phức tạp. Cho nên người ta đã đưa ra các quy tắc tính đạo hàm để thuận lợi hơn cho việc tính toán đạo hàm của các hàm số. Trước hết, ta tìm hiểu công thức tính đạo hàm của hàm số y bằng x lũy thừa n. Cô có quy tắc hàm số y bằng x lũy thừa n với giá trị n thuộc vào tập hợp số tự nhiên sao cho n lớn hơn 1 có đạo hàm tại mọi điểm x thuộc R, và x lũy thừa n đạo hàm sẽ bằng n nhân cho x lũy thừa n trừ 1. Đây là cái quy tắc đầu tiên rất quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Cô có ví dụ như sau. Yêu cầu tính đạo hàm của các hàm số y bằng x lũy thừa 5 và y bằng x lũy thừa 6. Ta áp dụng cái quy tắc y bằng x lũy thừa n đạo hàm mà ta mới vừa tìm hiểu. Thì ta có cái áp dụng vào định lý 1 thì cô sẽ tính được đạo hàm của x lũy thừa 5 sẽ bằng 5 lần x lũy thừa 4, và y bằng x lũy thừa 6 có đạo hàm sẽ bằng là 6 lần x lũy thừa 5. Các em thấy là khi mà có quy tắc thì ta sẽ tính đạo hàm rất là dễ dàng. Và đạo hàm của hàm số y bằng căn x, ta tính bằng định nghĩa thì ta sẽ tính như sau. Giả sử delta là số gia của x dương sao cho x cộng delta x lớn hơn 0. Khi đó ta có delta y sẽ bằng là f của x 0 cộng delta x và bằng căn bậc 2 của x cộng delta x trừ cho căn bậc 2 của x. Vậy cô sẽ dễ dàng tính được delta y chia delta x sẽ bằng là 1 phần căn bậc 2 của x cộng delta x cộng cho căn x. Và khi đó cô sẽ dùng lim để cô tính lim của delta y chia delta x khi delta x tiến dần đến 0 sẽ bằng lim của 1 phần căn bậc 2 x cộng delta x cộng cho căn bậc 2 của x khi delta x tiến dần đến 0. Và cô tính được nó sẽ bằng là 1 phần 2 căn x. Vậy lúc này ta sẽ kết luận được là đạo hàm y phẩy của hàm fx sẽ bằng 1 phần 2 căn x. Thì các em quan sát rằng là việc tính đạo hàm bằng định nghĩa đối với cái hàm số y bằng căn x dùng định nghĩa khá là dài dòng, khá là phức tạp. Cho nên cô cũng có cái quy tắc tính đạo hàm của hàm số y bằng căn x như sau. Hàm số y bằng căn bậc 2 của x có đạo hàm tại mọi giá trị dương. Và lúc này cô có quy tắc căn bậc 2 của x đạo hàm sẽ bằng 1 phần 2 căn x. Câu hỏi 1. Tính đạo hàm của hàm số y bằng căn bậc 2 của x với giá trị x dương tại x bằng 9 và tại x bằng 4. Tính đạo hàm của hàm số y bằng x mũ 4, y bằng 3. Cô có bài giải như sau. Áp dụng định lý thì ta sẽ có hàm số y bằng căn bậc 2 của x có đạo hàm y phẩy bằng 1 phần 2 căn x. Vậy giá trị y phẩy tại x bằng 9 sẽ bằng 1 phần 2 căn 9 và ta tính được kết quả bằng 1 phần 6. Y phẩy của hàm số y bằng căn x tại x bằng 4 sẽ bằng 1 phần 2 căn 4 và ta tính được bằng 1 phần 4. Còn đối với hàm số y bằng x lũy thừa 4 thì đạo hàm của nó sẽ bằng là 4 lần x lũy thừa 3. Còn hàm số y bằng 3 có đạo hàm y phẩy bằng 0. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu qua phần đạo hàm của hàm số lượng giác. Ta có công thức đạo hàm của các hàm số lượng giác như sau. Sin x đạo hàm sẽ bằng cos x. Cos x đạo hàm sẽ bằng âm sin x. Tan x đạo hàm bằng 1 phần cos bình x. Và cotan x đạo hàm sẽ bằng âm 1 phần sin bình x. Và áp dụng các công thức đạo hàm của hàm số lượng giác ở trên thì cô có một cái ví dụ yêu cầu tính đạo hàm của hàm số y bằng cos x tại x bằng bi phần 6. Thì các em thấy rằng là ta có y bằng cos x
thì có đạo hàm y phẩy bằng âm sin x. Vậy giá trị y phẩy tại pi phần 6 sẽ bằng âm sin của pi phần 6 và ta dễ dàng tính được bằng âm 1/2. Ta tìm hiểu công thức đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit. Ta có e mũ x đạo hàm bằng e mũ x. Log nebe của x đạo hàm sẽ bằng 1/x. A lũy thừa x đạo hàm sẽ bằng a lũy thừa x nhân cho log nebe của a, với giá trị a phải lớn hơn 0 và giá trị a phải khác 1. Ta có logarit cơ số a của x đạo hàm sẽ bằng 1/x nhân cho log nebe của a, với giá trị x phải lớn hơn 0, a lớn hơn 0 và a khác 1. Sau khi giới thiệu về đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit thì cô có một cái ví dụ như sau. Yêu cầu tìm đạo hàm của các hàm số sau. Câu A: tính đạo hàm y bằng e lũy thừa x tại x bằng 2 lần log nebe của 3. Câu B: tính đạo hàm y bằng logarit cơ số 5 của x tại giá trị x bằng 2. Đối với câu A, ta có y phẩy bằng e mũ x đạo hàm sẽ bằng e mũ x. Từ đó ta có y phẩy tại giá trị 2 lần log nebe của 3 sẽ bằng e lũy thừa 2 lần log nebe của 3, và nó bằng e lũy thừa log nebe của 3 tất cả bình, và ta tính được kết quả là bằng 3 bình sẽ bằng 9. Đối với câu B, ta có hàm số y bằng logarit cơ số 5 của x, đạo hàm sẽ bằng 1/ x log nebe của 5, giá trị x có điều kiện là lớn hơn 0. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được đạo hàm y phẩy tại 2 sẽ bằng 1/ 2 lên 5. Chúng ta tìm hiểu qua phần đạo hàm của tổng hiệu tích thương của hai hàm số. Cho hai hàm số u bằng ux và v bằng vx là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc vào khoảng xác định. Khi đó ta có u cộng v tất cả đạo hàm sẽ bằng u đạo hàm cộng v đạo hàm. Tương tự, u trừ v tất cả đạo hàm sẽ bằng u đạo hàm trừ cho v đạo hàm. U nhân v tất cả đạo hàm sẽ bằng u đạo hàm nhân v cộng cho v đạo hàm nhân u, và u chia cho v tất cả đạo hàm sẽ bằng u đạo hàm nhân v trừ cho v đạo hàm nhân u tất cả chia cho v bình, với điều kiện là v sẽ bằng vx và điều kiện khác không. Ta chú ý rằng với u bằng c, c là hằng số, thì khi đó công thức số 1 sẽ trở thành là c nhân cho v tất cả đạo hàm và bằng c nhân cho v đạo hàm. Với u bằng 1 thì công thức số 2 sẽ trở thành là 1/ v tất cả đạo hàm và bằng âm của v phẩy chia cho v bình, với v bằng vx và điều kiện là phải khác không. Cô có một cái câu hỏi số 2 như sau. Yêu cầu tính đạo hàm của các hàm số a y bằng x lũy thừa 3 cộng x lũy thừa 2 trừ cho 1. Câu b y bằng x lũy thừa 3 trừ cho x lũy thừa 2 cộng cho 1. Câu c y bằng k nhân cho u, với k là hàng số và u là ux. Câu d y bằng 1/ v với v bằng vx khác không. Chúng ta có đáp án như sau. Áp dụng vào định lý thì ta sẽ có y đạo hàm của hàm x lũy thừa 3 cộng x lũy thừa 2 trừ cho 1. Tất cả đạo hàm nó sẽ bằng là 3 lần x lũy thừa 2 cộng cho 2x. Đối với hàm số y bằng x lũy thừa 3 trừ cho x lũy thừa 2 cộng 1 thì có đạo hàm y phẩy sẽ bằng 3 lần x lũy thừa 2 trừ cho 2 lần x. Và ta áp dụng định lý thì ta có được là y bằng ku, thì đạo hàm của hàm ku nó sẽ bằng là k đạo hàm nhân cho u cộng cho k nhân cho u đạo hàm, và bằng là 0 cộng cho k u đạo hàm và bằng k nhân cho u đạo hàm. Ta áp dụng công thức đối với hàm số y bằng 1/ v thì đạo hàm y phẩy ta sẽ tính được là âm của v phẩy chia cho v bình. Lưu ý rằng nếu k là một hàm số
thì k nhân u tất cả đạo hàm sẽ bằng k nhân cho u đạo hàm. 1 phần v tất cả đạo hàm thì sẽ bằng là âm v đạo hàm chia cho v bình, với v bằng vx và khác không. Cô có một phiếu học tập như sau. Tính đạo hàm của các hàm số. Câu thứ nhất, đạo hàm của hàm số y bằng 3x bình. Đáp án của câu số 1 này là đáp án B. Y đạo hàm sẽ bằng 6x. Câu số 2, đạo hàm của hàm số y bằng x bình cộng 3x trừ 5. Đáp án đúng của câu số 2 này là đáp án A. Y phẩy sẽ bằng 2x cộng 3. Câu số 3, đạo hàm của hàm số fx bằng 3x bình trừ 1 tại giá trị x0 bằng 1. Thì trước tiên các em sẽ tính f'x. F'x kết quả nó sẽ bằng là 6x. Sau khi các em tính được f'x xong, các em sẽ lấy giá trị x0 bằng 1 thay vào. Vậy ta sẽ có kết quả đạo hàm của hàm số f(x) tại x0 bằng 1 là 6. Ta chọn đáp án B. Câu số 4. Đạo hàm của hàm số y bằng 2x phần x cộng 1. Câu này ta sẽ áp dụng cái công thức là u chia v. Vậy đáp án đúng của câu này chính là đáp án B. Y phẩy sẽ bằng 2 phần x cộng 1 tất cả bình. Câu số 5. Tính đạo hàm của hàm số y bằng 4 lần căn bậc 2 của x với mọi giá trị x dương. Vậy ta thấy ở đây hệ số 4 ta giữ lại. Ta chỉ tính đạo hàm của căn x thôi. Vậy đáp án đúng của câu này sẽ là đáp án C. Y phẩy sẽ bằng 2 phần căn bậc 2 của x. Một số ứng dụng của đạo hàm trong các môn khoa học khác. Thứ nhất, về ứng dụng trong vật lý. Trong bài toán điện, sức điện động cảm ứng là đạo hàm của từ thông biến nghiêng. Trong trụ điện thì dòng điện là đạo hàm của điện áp. Trong cuộn cảm thì điện áp là đạo hàm của dòng điện. Trong dao động điện từ thì cường độ dòng điện là đạo hàm của điện tích biến thiên theo thời gian. Ứng dụng trong hóa học, vận tốc phản ứng tức thời tại một thời điểm bất kỳ. Ứng dụng trong sinh học, sự tăng trưởng dân số theo thời gian. Ứng dụng của đạo hàm vào thực tế thì hầu như ngành nào cũng có, từ khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đến các bài toán trong khoa học xã hội. Ví dụ trong ngành cơ học lưu chất thì lưu lượng là đạo hàm của khối lượng lưu chất. Đạo hàm được ứng dụng trong các bài toán cực trị trong kinh tế hay là các bài toán về tối ưu hóa trong kinh tế. Đạo hàm là một phép tính cơ bản tiền đề cho việc xây dựng toán học cao cấp, tiền đề cho những môn học như giải tích hàm, giải tích phức, phương trình vi phân đạo hàm liên. Ta có một bài tập như sau. Người ta thả một vật rơi tự do từ tòa nhà cao 60m. Khi vật rơi được 4 giây thì chạm vào ngọn cây bên dưới tòa nhà. Hãy tính vận tốc thời điểm chạm ngọn cây của vật cho g bằng 10m trên giây. Bài này ta sẽ áp dụng chương trình vật lý lớp 10. Ta đã biết được rằng là ST sẽ bằng 1 phần 2 g nhân t bình. Do đó VT sẽ bằng F'T và ta tính đạo hàm sẽ bằng là GT. Từ đó ta suy ra thời điểm vật chạm ngọn cây với vận tốc V sẽ bằng V tại giá trị T bằng 4. Và ta thay giá trị vào thì ta sẽ tính được là bằng 40m trên giây. Chúng ta cùng tìm hiểu phần đạo hàm của hàm số hợp. Cho hàm số U bằng GX là hàm số của X xác định trên khoảng AB và lấy giá trị trên khoảng CD. Y bằng FU là hàm số của U xác định trên khoảng CD và lấy giá trị trên R. Ta lập hàm số xác định trên khoảng AB và lấy giá trị trên R theo quy tắc như sau. Có một giá trị X, ta sẽ xác định được một hàm F của GX. Khi đó, hàm số Y bằng F của GX được gọi là hàm hợp của hàm số Y bằng FU với U bằng GX. Được định nghĩa như sau. Cho hàm số U bằng GX có đạo hàm tại X là hàm UX có đạo hàm. Hàm số Y bằng FU có đạo hàm tại U là hàm IU có đạo hàm
thì hàm hợp y bằng f của gx có đạo hàm là x sẽ là hàm yx tất cả đạo hàm sẽ bằng hàm yu tất cả đạo hàm nhân cho hàm ux tất cả đạo hàm. Áp dụng định nghĩa ở trên, ta có cái ví dụ như sau. Tính đạo hàm của hàm số y bằng 3x bình cộng x tất cả mũ 3. Khi đó chúng ta sẽ đặt u bằng 3x bình cộng x, thì lúc này hàm số y sẽ trở thành y bằng u mũ 3. Ta có hàm ux tất cả đạo hàm sẽ bằng sau x cộng 1, và hàm yu tất cả đạo hàm sẽ bằng u mũ 3 đạo hàm và bằng 3 lần u bình. Khi đó cô sẽ suy ra được hàm yx tất cả đạo hàm sẽ bằng là hàm yu tất cả đạo hàm nhân cho hàm ux tất cả đạo hàm và bằng 3 lần u bình nhân cho 6x cộng 1. Ta thay u, ta thay giá trị u, ta sẽ được cái kết quả là bằng 3 nhân cho 3x bình cộng x tất cả bình nhân cho 6x cộng 1. Vậy ta sẽ kết luận được rằng là đạo hàm của hàm số y là bằng 3 nhân cho 3x bình cộng x tất cả bình nhân cho 6x cộng 1. Cô có một cái ví dụ tiếp theo trong cái phần đạo hàm của hàm số hợp. Tính đạo hàm của các hàm số, câu A y bằng sin 2x, câu B y bằng e mũ x bình cộng 1. Ta có cái bài giải như sau. Đối với câu A y bằng sin 2x thì y phẩy sẽ bằng sin 2x tất cả đạo hàm. Vậy ta sẽ được áp dụng công thức là bằng 2x đạo hàm nhân cho cos 2x. 2x đạo hàm thì bằng 2. Vậy là kết quả đạo hàm cuối cùng sẽ bằng 2 nhân cho cos 2x. Câu B y bằng e mũ x bình cộng 1 thì y phẩy sẽ bằng là x bình cộng 1 tất cả đạo hàm nhân cho e mũ x bình cộng 1. Và ta tính cái x bình cộng 1 đạo hàm là được bằng 2x. Cho nên kết quả đạo hàm cuối cùng sẽ bằng 2x nhân cho e mũ x bình cộng 1. Ở đây cô có bảng đạo hàm. Ở đây là bảng đạo hàm bao gồm là các cái quy tắc tính đạo hàm cơ bản và đạo hàm của hàm số hợp. Thì các em lưu ý viết cái phần bảng đạo hàm này vào vở và cẩn thận. Các em áp dụng các công thức đạo hàm trong bảng đạo hàm này thì giải quyết được các cái bài tập liên quan đến đạo hàm của hàm số dễ dàng. Chúng ta cùng tìm hiểu phần đạo hàm cấp 2 cho hàm số y bằng fx có đạo hàm y phẩy bằng f x tại mọi điểm x thuộc vào khoảng AB. Nếu hàm số y phẩy bằng f phẩy x lại có đạo hàm tại x thì ta gọi đạo hàm của y phẩy là đạo hàm cấp 2 của hàm số y bằng fx tại x, ký hiệu là y 2 phẩy hoặc là f 2 phẩy của x. Ta có một ví dụ tính đạo hàm cấp 2 của các hàm số sau. Câu A y bằng 3x bình cộng 5x cộng 1. Câu B y bằng sin x. Cô có bài giải như sau. Đối với câu A, ta tính được đạo hàm y phẩy sẽ bằng 6x cộng 5. Khi đó ta lấy y phẩy ta đạo hàm thêm một lần nữa. Vậy 6x cộng 5 đạo hàm, ta sẽ suy ra được y 2 phẩy sẽ bằng 6. Câu B, hàm số y bằng sin x, đạo hàm y phẩy sẽ bằng cos x. Ta lấy đạo hàm y phẩy là cos x đạo hàm thêm một lần nữa. Vậy giá trị y 2 phẩy sẽ bằng âm sin x. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 F2 phẩy của T là gia tốc thời tại thời điểm T của vật chuyển động có phương trình là F bằng FT. Một ví dụ liên quan đến ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp 2. Ví dụ, một vật chuyển động thẳng không đều xác định bởi phương trình FT bằng T bình trừ 4T cộng 3, trong đó F tính bằng mét và T là thời gian tính bằng giây. Tính ra tốc của chuyển động tại thời điểm T bằng 4. Cô có bài giải như sau. Ta có hàm F'T sẽ bằng 2T trừ 4 và F2' của T sẽ bằng 2. Vậy gia tốc của chuyển động tại thời điểm T bằng 4 sẽ là F2' tại 4 và bằng 2 m trên giây bình phương.